Rồi. Lưng lâu lâu cái giờ cái nó ê thầy bữa chung như mình đi lên lên gác á, đi cái mình chịu một chân thì vậy đó. À, thí dụ như đi cầu thang bị gì không? Giờ đi thử đi. Có cầu thang thì đi thử đi. Em đi được mà cũng như là mình đi bữa nó đau á, mình đi chịu một chân á, cái chấp chân. Nó làm cho ê cái mông. Yeah, mà bây giờ đi cũng giống vậy đi, rồi xuống tôi làm với tôi chạy luôn. Ok? Rồi. Đi đi, mở cửa cho Nhi đi. Rồi chị đi xem những lúc đau chị đi như thế nào? Đi theo lúc đau. Giờ nghe em rồi. Đi chập chân. Đi kiểu chập chân. Tức là lúc xuống khó. Đầu là bị trục trặc đó phải không? Đúng rồi, chân bước chập chập á. Đúng rồi, nhấc mông lên. Đúng rồi. Bây giờ cho hết chập hết nha, thấy không? Mềm, thả lỏng ra, người thả lỏng ra. Đó, gì đó. Có gì đâu. Trời ơi. Sao nghe thiếu không? Đã được rồi, quay qua đây. Kêu gì là quay qua đây, quay qua đây. Quay đây, đó. Yên tâm. Không, không có gì nữa rồi, ok. Đây, ok. Đây, chút xíu. Đi lên. Rồi, rồi, rồi. Dạ. 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 Số cô là. Dạ. 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 Rồi. Bây giờ nằm sắp đi, đi vô đây. Rồi ai lên, đẩy lên được. Ở Vũng Tàu. À Vũng Tàu, về trước về sau? Dạ, ở Bình Định. Bình Định. Dạ, cô mắm rồi nhiều dữ nha. Hồi xưa là tôi, nhà tôi ở Vũng Tàu. Dạ. Ở gần trường Thiếu Sinh Vui. Thiếu Sinh Vui gần nhà em á. Gần nhà em. Dạ. Rồi sao biết tới đây? Dạ, em coi trên mạng. À vậy hả? Rồi liều mạng bỏ vô đây. Tự nhiên nhà đưa khỏe lại đây cho ta hành vậy đó. Bây giờ bước xuống thì thử coi. Cảm giác sao rồi? Dạ thoải mái thôi. Thoải mái, bây giờ quan trọng là đi lên cầu thang kìa. Bớt đau nhiều chân rồi. Bớt đau nhiều, giờ lên kia đi cầu thang đi. Rồi, giờ bước lên cầu thang đi. Bỏ cái tim nó vô mắt mình đi. Lên cầu thang không cần phải dịnh nữa, mấy này lên là phải dịnh. Tức là lên không dịnh nữa. Rồi bước xuống thôi còn liếu gòi liếu cản không. Chân không còn hơi thốn của chân này. Rồi xuống bước 1 được. Mấy này là phải xuống từng đất ha. Rồi ok. Còn hơi thốn cái đầu gối bên trái thôi thầy. Nhưng mà đi lên đi xuống ok rồi phải không? Chị đau bên trái rồi phải không? Dạ. Hôm trước em đau bên phải trước thầy. Cái sao em phải bớt cái nó qua bên trái. Rồi nằm xuống thì tôi cho hết trái hay phải luôn. Nó bị ngay chỗ này. Được rồi, đúng rồi. Nằm xuống rồi. Nằm xuống rồi, quay mặt bên kia.
quy luật vô game. Rồi, chết ra đi chút xíu. Đã đóng đi, đã đóng người đi, đã đóng để cho cả người đứng gồng, đứng gồng. Dạ, không, không có đồng. Đứng gồng, để này đó, đúng rồi. Đó, kẹt rồi, kẹt cái này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đúng rồi. Bắt đầu bước xuống đi, giờ đi khác rồi đó. Bớt thốn rồi. Bớt thốn rồi ha, giờ dạ. Khai đi. Trời ơi, ơi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.